Hello tất cả mọi người, hôm nay Hana sẽ chia sẻ với mọi người cách đắp móng dài cho người mới bắt đầu đắp móng dài lần đầu tiên ha. Thì đầu tiên mình gắn móng xong rồi mình vuỡ shape xong rồi bây giờ mình apply nước primer, rồi bây giờ mình lấy một cục bột nè. Các bạn nắn từ từ rồi vuốt vuốt hai bên khóe cho nó đều để bột nó tự chảy rồi mình vuốt nhẹ nhẹ xuống. Đừng có vội vàng vuốt nhanh xuống quá thì cái bột sẽ đi xuống từ giấy hết nha. Đó là cái cách đắp bột rất là dễ ha. Bột bây giờ nó rất là dẻo chứ nó không có cứng đâu. Rồi mình dít một cục bột lên nè. Rồi mình cứ từ từ mình nắn cho nó tròn cái khóe trước cái đã. À, tròn cái khóe nha. Nếu mà nó bị chảy mình viền mình lấy cái cọ mình vuốt đi. Rồi mình cứ dỗ 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 bột mình kéo từ từ xuống. Lần lượt như vậy rồi mình vuốt hai bên khóe cho nó đều. À, do là cái móng này nó dài quá thì nó sẽ bị cong quá mọi người. Nếu mà mình dùng cái chip khác thì nó sẽ không có bị cong. Bây giờ mình đắp, mình lấy một cục bột lên mà mình để bột nó chảy ra từ từ. Mình vuốt hai bên khóe cho đều rồi từ từ chờ cho bột nó chảy xuống rồi từ từ mình vuốt. Cho cái vuốt từ dỗ nhẹ nhẹ từ từ xuống chứ mình vội vàng mình kéo bột xuống nó sẽ xuống cái tờ giấy hết nè. Rồi vuốt hai bên thật đều một cục là đã đầy một ngón rồi đúng không ạ? Nếu mà mình thấy cái đầu nó hơi bị cong, nó hơi bị thấp trên thì mình sẽ thêm một đầu tí xíu bột ngay đầu móng ha. Rồi vuốt ngược cái cọ lên. Vuốt ngược cái cọ lên nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy một cục bột nè, mình để xuống từ từ. Rồi mình vuốt nhẹ nhẹ, vuốt nhẹ xuống. Rồi mình kéo xuống từ từ. Kéo xuống từ từ cho nó từ từ, mình cứ từ từ để cho bột nó tự chảy xuống. Rồi vuốt xuống từ từ. Vuốt từ từ rồi mình hãy kéo xuống nha. Không có cần phải gấp, tại bột nó rất là dẻo, nó không có bị khô liền đâu. Rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống, mình dỗ dỗ bột, kéo mình nắn cho nó đều thôi. Rất là dễ ha. Quá dễ luôn. Rồi mình thêm một cục bột đầu móng nè. Anh không có biết là cô này đắp cái móng dài vậy. Rồi bây giờ nó ngón cái nè. Ngón cái thì mình phải đắp hai cục nha. Chứ một cục bột cho khoảng giữa. Rồi mình sẽ dỗ dỗ cái bột á. Nắn nắn á. Mình nắn từ từ xuống. Tại vì cái ngón cái này nó bự. Nó to quá, to mà dài nữa. Thì mình chỉ có đắp hai cục nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đắp cục bột thứ hai. Mình đưa lên phía trên nữa là nó đều luôn á mọi người. Thấy không? Rất là dễ luôn, đâu có gì đâu mà khó. Bột bây giờ rất là dẻo ha. Thêm một cục bột đầu móng nè. Do là Hana không biết cái cô này cũng muốn đắp móng để với móng dài như vậy. Chứ nếu không mình dùng cái tip kia kìa. Cái tip mới bây giờ nó sẽ thẳng hơn, nó không có bị cong như vậy. Rồi là mình đắp một cục bột là vừa luôn, không cần phải thêm cái đầu móng. Tại vì cái móng này nó hơi cong nên mình phải thêm một cục đầu móng. Để mà mình lúc tí nữa mình sẽ giũa phía dưới lên cho nó thẳng cái móng ra ha. Nó không có bị cong vậy nữa. Đó, mọi người thấy rất là dễ đúng không? Lấy một cục bột mình cứ nắn nó từ từ thôi, đâu có gấp nào đúng không? Đó. Khi mình lấy một cục bột lên thì mình phải lưu ý là mình tém cục bột mình nắn sao cho nó tròn cái cuticle cái đã. Đó, mình nắn cho nó tròn đi, cứ từ từ, không có gấp đâu ha. Đâu, tâm lý thì các bạn mới biết đắp bột thì cứ hay làm lia hồi cái bột nó rớt xuống ở dưới cái giấy hết trơn. Không có cần phải gấp vậy đâu đúng không? Nó biết đắp bột rồi cứ từ từ, nó không có khô liền đâu. Đó, nó hơi khô thì mình lấy miếng nước lên là nó cũng chảy ra thôi mọi người. Đừng để khô quá thôi, nó khô cái nước quá là nó sẽ cứng cái bột lại ha. Rồi đó, thấy không? Rất là dễ mà, thấy không? Rồi cục thứ hai, cục một là xong right? cái móng này rất là dài yeah, luôn do nha mọi người. Mà do là hôm nay là rồi tiếp theo là mình vuốt vuốt cơ, mình nắn nắn đó mọi người. Mình nắn cho nó đều đều thì mình dỗ bột đều rồi mình vét cái khóe nè, vét hai bên cuticle cho nó tròn là được rồi. Đó, mình nắn nắn cục bột ha. Bột nó rất là chậm khô mà. Thêm một cục đầu nè, mình vuốt ngược cái cọ lên nè. Đó, vuốt ngược cọ lên ha. Rồi mọi người xem lần lượt tới ngón cái tiếp theo ha. Rồi bây giờ mình thêm cục bột mình vuốt ngược lên nè. Rồi bây giờ cái ngón cái này nó to quá thì mình sẽ lấy một cục bột. Hai cục nha. Mình lấy một cục trước mình đắp hơn nửa móng xuống trước rồi mình nắn nó đi. Từ từ mình dỗ dỗ mình nắn nắn cái bột đi. Đừng có vội vàng mà mình vuốt cái lần đầu. Còn mỗi người mới đắp cứ
kéo thì lẹ 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 sợ bột nó vô cái là xuống cái bột nó nặng chứ tại dây hết trơn. Rồi giờ mình thêm một cục bột thứ hai là mình oh you mean how long it expire? Yeah. Oh no no not forever. Expire every product. No, 3 years. Okay. Dễ mà đúng không? No, they usually they have a expire chứ đừng nói vậy. Cái gì sản phẩm nào nó cũng có. Có, nó không có để nhưng mà actually nó. But I think that. No, that's not dry. Bây giờ mình dũa ha. Thì bây giờ mọi người theo dõi nha. Tại vì hôm nay vẫn để cái tiếng mình đang làm khách luôn á cho mọi người nghe ha. Sau khi mình dũa xếp rồi xong á, thì rồi mình sẽ dũa tới cuticle ha. That's dry, not dry, you know. Tiếp theo mình dũa tiếp ha, mình tiếp tục dũa. Rồi mình dũa xếp đi, dũa xếp thì tùy theo cái xếp nào khách người ta thích thì mình dũa ha. Nếu mình muốn thật là vuông thì đứng cái con, cái con mình dũa lên. Mình dũa sát cái cột nha mọi người nha. Đầu tiên, bay, giờ mình dũa sát cái cột nè. Dũa, tròn cái cột. Các bác sĩ mình hang ốc con đi con, bay. À, nó như làm xong về cái cột dũa thế. Cái xếp mà của mình phải, mình giặt cái xếp đi, bay. Dũa nó không bị đau người ta. Dũa sát cái cột cho nó tròn cái cột nha. Con phải có cái điểm tựa cho nó cứng á, rồi mình dũa nó không có bị đau tại khách. Dũa sát cái cột nè, giặt cái khác, lấy cái móng tay này nè, giặt cái khóe tay người ta ra. Can slip the hang off the phone. Các bạn rất là giỏi nha. Tí nữa mình phải làm khác ai cái mà làm mũi sát cái cuticle nè. Dũa sạch cái khóe này nó không bị hở máy. Hay là chỉ chia sẻ với mọi người nào chưa biết làm ha. Ai biết làm rồi là đi chỗ khác. Rồi, sao móng dài quá. Rồi phải nhỏ, sao móng dài quá. Nó không bị phúc. Sơn khác ai mà mình sẽ điền ra khác ai muốn móng dài nè. Nếu mình biết mình phải làm khác. Bây giờ mình dũa là mình lấy cái tay mình dập cái cuticle ra nè. Khúc này rất là quan trọng mà lấy ngón tay dập cái cuticle ra giữa thịt tròn cái cuticle này cái bát cuticle hết cái bột sát cuticle thì nó sẽ không bị hở móng khóe là thì nó không bị hở chồng nha nó quan trọng lắm đó mình lấy ngón tay mình dập cái khóe ra đây dập cái ngón tay ra đó bây giờ mình bổ bổ rồi quan trọng là cái sát cuticle before you kiss me if you want to do a long nail like that you call before okay okay say you want hand out okay còn mấy cái kia chứ mình các bạn coi các bạn thấy giỏi nha anh ai đưa lòng nè để ra đây mình dùa thì hết rồi đó mình dùa tròn cái cô thì nó sạch cái trên phần đó thì không bao giờ mà móng nó bị hở móng nó sẽ rất là đẹp nó không có hở rồi mình hãy dùa xuống tới phía dưới cái mặt dưới cho nó láng cho nó đều trên mặt móng rồi dùa dưới cái đầu móng dưới kia no working today nó mỏng có mỏng I don't work anymore oh good khi mình đáp á nó and you retire early right well no not really còn mình giặt cái tay ra mình dùa tròn cái cô thì nó mỏng còn phía dưới mình dùa mặt móng mình dùa nhanh tí tròn cái cô nha lưu ý là cái dũa cái khó nhất là cái cuticle người ta ra mình sao đi được cái đầu dũa tròn luôn là nó không có bị chảy máu đâu mọi người ta hồi của mà đi rất là chậm mà nó vừa sạch mà nó không chảy máu nữa đó vậy đó nó đâu có chảy máu đâu mà sợ ha đó rồi mà cái đầu dũa phải cũ nha cái đầu dũa là bén cẩn thận mọi người nha rồi mình dũa trên mặt móng mình dũa nhanh nhanh lên mình dũa phía dưới nè nó sạch cái phía dưới nó nặng đi tròn khỏe nè cũng tròn chứ thì cô nè đó dũa thật là nhậm với tròn chứ thì cô nè cái quan trọng cái chỗ này móng có hở hay không rồi không mình dũa tròn nhậm nhậm thôi mình dũa nhanh sạch chứ thì cô nè mình lấy ra cái miếng sạch này nó không có hở còn mình chỗ đó nó ô về cái mình dũa nhanh sạch chứ thì cô nè nó không có bị hở móng mình nha dũa phía dưới nè rồi tí nữa mọi người theo dõi ha là mình sẽ đắp và mình xong thì mình sẽ design khác ai cho mọi người xem ha cô này cổ thích cái điều mẫu design cũng đơn giản thôi nhưng mà khác ai có nhiều người làm nó không có nổi màu lên đẹp cho mọi người nhớ xem nha xem hết video ha thật ra khách ai á biết là làm nó lên ra đẹp lắm còn nếu mà làm không biết á làm á nó cứ mở cái đường nó không có nổi lên đẹp đâu với lại mình sẽ dùng một ngón mình làm khách ai ôm rây cho mọi người xem luôn nha dùng khách ai để làm ôm rây rất là đẹp nè mình để cho tròn cuticle nè đó mình dũa rất là dễ đúng không dập cái khóe người ta ra đi cho tròn cuticle nè dập cái tay ra rồi mình đi cho tròn cuticle sau đó mình sẽ dũa lúc mình đi tròn cuticle mình dũa chậm thôi đi chậm chậm thôi nó không có bị chảy máu thôi
đặt cái khóa là đặt sát cho được đặt bột của mình để không mở móng. Love honey. Yeah, sometimes you need to have, but yeah, no, no. Just love. Nó chỗ cao chỗ thấp thì nhìn nó xấu lắm, mà nhìn nó không láng lên mình sơn lên là sẽ thấy liền á. Rửa mặt móng như thật cao lắm. Nếu mà mình lắp lại thì mình sẽ rửa cái sơn này, rửa tròn cái con. Cái móng này hơi dài thì mình rửa một chút xíu, hơi lâu cái móng ngắn là nhanh. Oh, you put the party there, okay. Làm after Halloween, right? Before Christmas. Yeah, before December. December. Oh, first December. Rửa cho đều lên mặt móng. Đi khác cái đi cô nè. Hôm nào làm chậm chậm cho mọi người dễ coi á. À, video này mình dành cho các bạn nào mà mới lần đầu tiên đắp móng dài nha. Mà abro rồi thì thôi đi với khác chơi ha. À, mình chia sẻ với những người nào mà mới biết biết đắp bột mà đắp móng dài mọi người nha. Rồi nhớ xem cái đoạn cuối là mình sẽ đi ra các ai cho mình xem nha. Dũa phải đảm bảo cho thật cười là láng cái mặt móng nha. Cái phần trên cầu đang tăng, chứ mình không dùng thật thật. Thì dũa thôi. Cái mình nghĩ nó đang tăng thích, mình dũa này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cục nhám mình chạy cho nó cái chỗ nào mà sát cái cò mà nãy mọi người mình nhát tay mà dũa cho nó sạch đó, mà nó có một tí cái da chết á, dũa đi luôn. Rồi dũa trên mặt móng nha, cho nó láng cái mặt móng nha. Mà bây giờ dũa sát cái cò nó nằm cái cục nhám này, nó sẽ làm cho mình cái mặt móng nha mọi người nha. Cái cục đó, cái cục này mình dũa nó có mịn nhất, nó sẽ mịn cái mặt móng, nó sẽ láng lên mặt móng á. Chứ mình dũa đầu sắt không nó không có láng bằng mình sẽ chạy đến đầu này nè. Rồi tí mình bóp phờ nó mới đẹp mọi người nha. Thì khó tí nữa đẹp ha. À, mới biết làm được là mẫu. Trước khi mình làm các ai làm xương màu đen nha mọi người. Cái nào làm chậm lắm. Xương màu đen là đẹp nhất, nó nổi lên nhất. Cái nào làm bộ không có rồi như người ta đâu. Cái nào làm xong mà cái gì mình cũng làm được. Làm xong mình sát cái con nè. Nếu mà lúc nãy mình còn nhát thai mà mình vũa chưa có sạch á, thì mình dùng cái đầu dũa này thì nó không có chảy máu nha mọi người nha. Ai làm cái sơ mình nha. Mình chỉnh sơ lại cho nó đều, dũa cho sạch. Nè. Rồi mình dũa xuống cái mặt móng cho nó láng mặt móng. Mình tạo cho nó láng cái mặt móng nha. Đó. Nó không có bị ô về á, chỗ cao chỗ thấp. Cho thiệt là láng nha. Tại vì cái móng này nó dài quá cho nên mình phải dũa kỹ á mọi người. Chứ nó ngắn thì easy rồi ha. Móng này quá dài luôn á. How over there? You don't watch. Cái tip này là chỉ cắt cái đầu ngang tí xíu thôi chứ không có cắt gì chứ. Cắt nó tí xíu à để mà mình dũa mọi người. Con này con thích dài vậy. Sao đều lên mặt móng nha. Dài vậy sao làm mẹ uống trời không hiểu. Sao đều lên mặt móng. Rồi mình dũa phía dưới móng như cái tí cổ dũa underneath cho người ta nha. Cho nó sạch nè. Thì khi mình đắp bột nó bị trào á, mình phải dũa cho sạch cho người ta ha. Dễ mà ha. Hơi bên này, hơi bên này. Khi mình đắp nha, kỹ thì mình dũa lắm rồi. Dũng này đẩy cái này nha mọi người nha. Xong mình lưu cái này. Còn nếu mọi người mà là hổ chạy bàn cho nó ra ombre. Ra ombre nail rất là đẹp nha. Sau khi dũa xong hết trơn rồi, mài láng, mài nhám rồi, dũa bóng ra hết rồi, mình phải ra ombre nha mọi người. Xếp sơ lại. Xếp sơ lại cho nó đều á. Ok, I'm sorry. Sơ đều lên mặt bóng nha. Mình dũa này nó sẽ xếp sơ lại cho nó đều nha mọi người nha. Yes. Lúc này nếu mà mình dũa chưa có đều quá là mình dũa chậu quá mình chỉnh lại cho nó đều nha ta ha. Đôi khi mình dũa lần đầu nó cũng chưa có đều đâu mọi người. Rồi mình dũa nó bị mất cái xếp đó. Mà ok mình làm sẽ qua thì biết sao phải cho láng móng nè. Mình phải bóp phờ cho nó láng cái mặt móng đi. This orange color very pretty. Nên mình hướng dẫn từng chi tiết ha. Là mình giữ hết cái video này cho mọi người xem. Mình dũa mình buffer thật là bóng rồi mình cho khách đi rửa tay nha. Nên đi rửa tay thì mình không có cho rửa xà bông cho mọi người nha. Cho khách rửa tay nước thôi cho nó sạch xong mình trở lại mình sẽ sơn lên ha. This orange color very fit.
Rồi bây giờ mình sơn nè. Đó, sau khi khách rửa tay rồi bây giờ mình sơn ha. Sơn màu đen á mọi người. Cô khách là cô thích. Nè, cô làm khách ai cho nên mình đặc biệt là khách ai okay. Nếu mà mình muốn màu nó nổi cái màu lên đẹp thì buộc mình phải sơn màu đen dưới thì nó sẽ nổi lên đẹp nha mọi người nha. Thì cũng phải biết cầm cái cây cục 500 như thế nào nữa nó mới đẹp. Còn có nhiều người mình không biết tại sao á làm nó lì lì, nó không có nổi khách ai lên nhìn nó kỳ lắm mọi người á. Thiệt luôn á. Okay. Có người mà nhưng mà người ta có chắc chỉ không nghe. Sơn đều lên mặt móng ha. Đó, nếu mà mọi người mà nãy vũa không đẹp á là sơn lên là thấy chỗ lời chỗ lớn. Nó dễ không? Quá dễ luôn á mà. Nó rất là dễ mà. Sơn